Hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2018, thứ Bảy, tuần thứ 26 thường niên. Trích sách ông Gióp. Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: "Con biết Chúa làm nên mọi sự và không một tư tưởng nào giấu được Chúa. Ai là kẻ mê muội che khuất được ý định của Chúa? Vì thế con nói bậy về những điều vượt quá sự thông biết của con. Trước kia con nghe tiếng Chúa, còn giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con và ăn năn sám hối trong bụi tro." Sau này Chúa giáng phúc cho ông Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đâu bò và 1.000 lừa cái. Ông còn sinh được 7 trai 3 gái. Người con thứ nhất ông đặt tên là Nhật, người thứ hai tên Hương và người thứ ba tên Bình. Trong khắp nước không tìm thấy thiếu nữ nào xinh đẹp như các con gái của ông Gióp. Thân phụ của các cô cũng chia phần gia tài cho các cô như những anh em trai. Sau đó ông Gióp còn sống được 140 năm nữa và nhìn thấy con cháu đến 4 đời. Khi cao niên đầy tuổi, ông đã qua đời. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ của Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Lạy Chúa, con biết sắc dụ Ngài công minh và Ngài có lý mà bắt con phải khổ. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Theo chỉ dụ Chúa mà vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Con là tôi tới Chúa, xin Chúa dạy dỗ con để con hiểu biết những lời Ngài nghiêm huân. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Sự mặc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tới Chúa thấy long nhan hiền hậu. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin giao huân con để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: người môn đệ Đức Kitô được mặc khải mầu nhiệm nước trời và đã được ghi tên trong sổ hằng sống, vì thế phải biết cùng với Đức Kitô cảm tạ ngợi khen Chúa Cha.
cầu nguyện: Lạy Cha, khi nhìn lên trời đất bao la, con thấy mình chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Và khi so sánh với những người thông thái khôn ngoan, con thấy mình chỉ là người hèn kém bất tài. Thế mà lạy Cha, qua Chúa Giêsu, con một Cha đã mặc khải nước trời cho con. Cha cũng đã trao ban cho con muôn vàng hồng ân hồn xác để con được sống và sống dồi dào. Hơn nữa, Cha còn dọn sẵn cho con một nơi ở bên Cha trong cõi hạnh phúc vô biên. Trước tình thương và muôn ân phúc cao vời ấy, con không biết làm gì hơn là xin được hợp với Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha, để mãi mãi dâng lời cảm tạ tri ân Cha. Lạy Cha, khi còn sống nơi dương thế, con một Cha đã không ngừng rao truyền danh Cha cho mọi người. Vậy mà ngày nay còn có rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ đang bị bơ vơ và chao đảo khi họ đi tìm cho mình một lẽ sống. Xin Cha thương mặc khải nước trời cho họ. Xin Cha cũng giúp con biết nỗ lực tiếp nối công việc mà con một Cha đã khởi sự, đó là loan báo danh Cha cho mọi người, để mọi nơi trên địa cầu danh Cha được ca ngợi tôn vinh. Và mai sau trên cõi trời vinh phúc, mọi người không ngớt cảm tạ tri ân Cha, vì Cha là đấng toàn năng, quảng đại và giàu tình thương. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Bưu điện lớn nhất thế giới. Có lẽ bưu điện lớn nhất thế giới phải là bưu điện trước cổng thiên đường. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu thư viết bằng không biết bao nhiêu ngôn ngữ được gửi đến. Tất cả đều là những lời cầu xin. Theo sự phân loại của các thiên thần, thì ba vị nhận được nhiều thư nhất, đó là Đức Maria, rồi Đức Thánh Antôn và Thánh Nữ Rita. Một ngày kia không còn cầm được tính tò mò, các thiên thần không những đã mở thư gửi cho các thánh, mà ngay cả các thư gửi đến cho Đức Mẹ, các vị cũng không tha. Nhưng các vị thiên thần đã thất vọng bởi vì nội dung và cách viết thư đều giống nhau. Đại khái thì cũng chỉ là: Lạy Mẹ, xin chữa cho con chống lành bệnh, xin cho con của con được khỏe mạnh, xin cho con tìm được việc làm, xin giúp con thi đỗ, xin cho con tìm lại được chồng con. Có một loạt kênh cầu mà các vị thiên sứ cũng đành phải nhàm chán, đến độ các vị phải thốt lên: Dường như Thiên Chúa chỉ tạo dựng con người có một cái miệng và một cái bụng, họ không có linh hồn, bởi vì tất cả những lời cầu xin của họ đều quy về hai bộ phận ấy. Đức Maria ngày nào cũng như ngày nào đều phải đọc lại những lá thư có cùng một nội dung và một công thức. Tình cờ có một lá thư làm cho mẹ chú ý. Lá thư đó viết như sau: Lạy Trinh Nữ Rất Thánh, con chỉ xin mẹ một điều mà thôi. Xin mẹ cho con mỗi ngày được nên giống Chúa Giêsu hơn. Đọc xong lá thư, Đức Maria bật khóc vì cảm động. Ngài nói với các vị thiên sứ phục vụ tại bưu điện: Đây là lá thư mà mẹ mong đợi từng ngày. Theo sự thăm dò của nhiều tờ báo lớn trên thế giới thì tước hiệu người đàn bà của năm 1987 đã được dành cho thủ tướng nước Anh là bà Margaret Thatcher, người đã đắc cử vào chức vụ này liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ. Đứng hàng thứ 2 trong danh sách những người đàn bà trong năm là nữ tổng thống Aquino của Phi Luật Tân, người đang đương đầu với không biết bao nhiêu xáo trộn trong nước. Người thứ 3 trong danh sách là mẹ Teresa thành Calcutta, người đã được lãnh giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1979. Kế đó là nữ hoàng Elizabeth của nước Anh, bà Simone Veil, chủ tịch Quốc hội Âu Châu, vân vân. Đối với chúng ta, những người Kitô, thì người đàn bà trong năm và nhất là trong tháng 10 này phải là mẹ Maria, người mẹ không phải của một gia đình, một dân tộc. Vị nữ hoàng không phải của một dân tộc, nhưng là của tất cả nhân loại. Mẹ đang lắng nghe chúng ta trong suốt tháng 10 này. Chúng ta hãy thưa với mẹ tất cả những gì chúng ta đang cần, nhưng điều mà mẹ muốn luôn chờ đợi để trợ giúp chúng ta, đó là mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu con mẹ, bởi vì trong tất cả mọi ơn cần cho chúng ta, đó là ơn cao trọng nhất. Càng nên giống Chúa Giêsu, chúng ta càng nên giống mẹ và được đến gần mẹ. Bài trích sách lẽ sống